Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng thanh tra chính phủ thừa nhận tham nhũng trong cơ quan phòng chống tham nhũng Ngày 21 tháng 11, VOA tiếng Việt có bài Thanh tra chính phủ tham nhũng tiếp tục xảy ra trong cơ quan phòng chống tham nhũng Theo đó, VOA dẫn báo chí trong nước cho hay Tổng thanh tra chính phủ Việt Nam, ông Đoàn Hồng Phong đã báo cáo với Quốc hội rằng Tình trạng tham nhũng tiêu cực trong các lĩnh vực đất đai, đấu thầu, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, ngân hàng, đăng kiểm, y tế, v.v. trong năm 2023 vẫn phức tạp, nghiêm trọng và tham nhũng tiếp tục xảy ra ngay trong các cơ quan phòng chống tham nhũng. Trong năm 2023, Công an đã thụ lý điều tra hàng ngàn vụ án và hàng ngàn tội phạm tham nhũng. Hình ảnh bài trên VOA. Ông Phong nhấn mạnh về việc quy trách nhiệm chính trị đối với lãnh đạo khi họ để xảy ra vi phạm trong lĩnh vực của họ, từ đó khuyến khích cán bộ tự giác nhận khuyết điểm, nhận trách nhiệm, xin từ chức. Tuy nhiên, dư luận cho rằng việc khuyến khích quan chức vi phạm từ chức chứ không xử lý hình sự sẽ chỉ làm cho quan chức xem nhẹ luật pháp và tham nhũng mạnh tay hơn, chứ hoàn toàn không có tác dụng răng đe. Ông Phong cũng nêu việc điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt những đối tượng bỏ trốn, ông cho rằng biện pháp này có tác dụng là cơ sở để dẫn độ tội phạm cũng như là hồi chuông cảnh tỉnh răng đe tội phạm tham nhũng trên thực tế cơ sở của hoạt động hợp tác dẫn độ chính là các điều khoản về dẫn độ tội phạm trong các điều ước quốc tế hoặc các tập quán quốc tế giữa các quốc gia chứ không phải trên cơ sở của một bản án xét xử vắng mặt giới nghiên cứu luật cho rằng một bản án vắng mặt là bản án thiếu công bằng bởi trong bản án đó, người bị kết án hoàn toàn không có cơ hội trình bày quan điểm và bào chữa cho mình. Hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người được Đức từ chối dẫn độ theo yêu cầu của Việt Nam dù đã bị xử án vắng mặt. Luật pháp quốc tế coi trọng sự công bằng, quyền con người và quy trình thực thi pháp luật, những điều không có trong hệ thống tư pháp Việt Nam. Đó chính là lý do khiến nhiều nước trên thế giới từ chối dẫn độ theo yêu cầu của Việt Nam. Điển hình là vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được cho là đang trốn ở Đức và Đức đã từ chối yêu cầu dẫn độ bà này. Vẫn theo ông Phong, nạn tham nhũng có sự câu kết mốc nối giữa cán bộ thoái hóa với doanh nghiệp để trục lợi. Bên cạnh đó, quy định của pháp luật về một số lĩnh vực còn sơ hở, bất cập, chậm được sửa đổi, bổ sung. Nhất là về các lĩnh vực đất đai, đấu giá, đấu thầu, định giá, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp lãnh đạo địa phương chưa thực sự gương mẫu quyết liệt trong phòng chống tham nhũng tiêu cực trong khi đó cán bộ công chức viên chức thiếu tu dưỡng rèn luyện hoặc suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống đây lại là những lời nói chung chung sáo rỗng như truyền thống lâu đời của lãnh đạo cộng sản việt nam bởi muốn chống tham nhũng thì không thể nào hô hào sự tự giác của các cá nhân mà phải dựa vào sự nghiêm minh của pháp luật cơ chế kiểm tra giám sát đặc biệt là quyền lên tiếng của người dân. Hình ảnh Lê Chí Thành, cựu công an tố cáo tham nhũng bị trả thù và bị tống vào tù trong một bản án bất công. Nhưng ở Việt Nam, ai dám lên tiếng tố cáo tham nhũng tiêu cực thì sẽ bị tống vào tù. Điển hình là cựu đại úy công an Lê Chí Thành, người đã bền bỉ trong nhiều năm tố cáo cấp trên của mình tại trại giam Thủ Đức Z30D. Kết quả, anh Thành bị tống vào tù còn vì lãnh đạo trại giam bị tố cáo thì vẫn bình an vô sự vì vậy còn dẫn giải pháp phòng ngừa tội phạm nói chung và tham nhũng nói riêng của đại biểu bố thị xuân linh tại tỉnh bình thuận bà linh đề nghị cải thiện tiền lương nâng cao mức sống của cán bộ công chức đồng thời cần có cơ chế chế tài đảm bảo cho việc giám sát phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức chính trị xã hội nực cười là mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở Việt Nam đều là cánh tay nối dài của đảng. Liệu họ có dám nói trái ý đảng hay không? Phản biện xã hội phải đến từ dân, chứ không phải từ những người, những cơ quan mà đảng chi phối. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Tổng thanh tra chính phủ thừa nhận tham nhũng trong cơ quan phòng chống tham nhũng. Bắt Lưu Bình Nhưỡng đảng bất chấp hậu quả tiêu cực. Ngày 20 tháng 11, AFA Tiếng Việt có bài bình luận vụ ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt và sự khôn ngoan của chế độ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, Nguyên trưởng khoa Chính sách công Học viện Chính sách và Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam. Tác giả cho hay, việc bắt khẩn cấp ông Lưu Bình Nhưỡng đã làm rúng động dư luận xã hội, dẫn đến đủ các kiểu đồn đoán bình luận khác nhau. Tác giả phân tích, những lời bàn tán có nguồn gốc từ văn hóa truyền thống và sự trì hoãn ban hành cơ chế công khai minh bạch giải trình trách nhiệm hình ảnh bài bình luận trên afa một vài suy đoán dựa vào các sự kiện chính trị đang diễn ra chẳng hạn ông nhưỡng bị bắt trong những ngày nghỉ giữa hai đợt họp của kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa 15. hơn thế đang diễn ra tranh luận căng thẳng giữa quốc hội và chính phủ trong đó bất cập thể chế là vấn đề nóng thu hút nhiều ý kiến phát biểu nhất của các đại biểu quốc hội, được coi là nguyên nhân chủ yếu của tình hình kinh tế xã hội khó khăn, tăng trưởng suy giảm. Sự căng thẳng này có thể là mối lo vượt tầm kiểm soát toàn diện của đảng, sự lan rộng về biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa của quốc hội, thậm chí có thể dẫn đến xu hướng đòi hỏi phân chia theo hướng tam quyền phân lập, lớn ác sự phân công bởi sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng. Theo tác giả giới quan sát phân tích chính trị, đặt sự kiện này trong bối cảnh chế độ đang củng cố mô hình đảng nhà nước mạnh với công tác nhân sự là chính sách trung tâm của đảng trong bối cảnh những đại án trọng điểm như AIC, FLC, Vạn Thịnh Phát, Đăng Kiểm đang làm rung chuyển nền kinh tế và có nguy cơ lớn làm sụp đổ chế độ. Tác giả bình luận sự kiện kiểu này luôn chứa đựng bí ẩn cung đình và những tình huống khó đoán định sự bí ẩn này phản ánh cách cai trị được coi là sự khôn ngoan của chế độ cộng sản hình ảnh việt nam kiên trì theo mô hình chính trị trung quốc hiện đang suy thoái tác giả cho biết sự khôn ngoan là khái niệm từng gây tranh cãi từ sự khác biệt ý thức hệ giữa mô hình chế độ chính trị dân chủ và toàn trị các nhà nghiên cứu cho rằng đặc điểm bao trùm của chế độ độc đảng cộng sản toàn trị đó là một nhà nước tập trung quan liêu, độc đoán có cội nguồn lịch sử lâu dài từ chế độ phong kiến, trong đó có mức độ thể chế hóa cao và một bộ máy quan liêu rất phức tạp cai trị một xã hội đông dân rộng lớn. Tác giả nhận xét, một thể chế chính trị hiện đại cần phải có sự kết hợp của ba yếu tố cơ bản: nhà nước, trách nhiệm giải trình và pháp quyền. Nhưng yếu tố trách nhiệm giải trình trong mô hình Trung Quốc hiện nay chủ yếu thuộc về đảng Cộng sản thay vì thuộc về hoàng đế, được coi là thiên tử dưới chế độ phong kiến tập quyền. Bởi vậy, giới lý luận Trung Quốc cho rằng, ngoài ba yếu tố của nền dân chủ nêu trên, thì có thể bổ sung thêm một yếu tố là sự khôn ngoan, ngụ ý về Minh Vương, người đứng đầu đảng Cộng sản. Tác giả dẫn cuốn sách Làn sóng Trung Quốc của giáo sư Trương Duy Vĩ biện minh rằng, Trung Quốc đang thúc đẩy pháp quyền, nhưng triết lý truyền thống vẫn giữ nguyên giá trị. Chẳng hạn khái niệm thiên hay thiên đàng, đạo trời vẫn được coi là lợi ích cốt lõi và lương tâm của xã hội. Đảng luôn duy trì một không gian nhỏ cho các giải pháp chính trị mới có thể cân bằng giữa pháp quyền và thiên. Hình ảnh đại biểu quốc hội cứng đầu Lưu Bình Nhưỡng Tác giả cho rằng giờ đây sự suy thoái của mô hình Trung Quốc trong thế giới mở, phức tạp và biến động mạnh đang thử thách triết lý truyền thống hay sự khôn ngoan của người đứng đầu đảng Cộng sản. Liên quan đến vụ ông Lưu Bình Nhưỡng, tác giả nhấn mạnh, việc bắt khẩn cấp không chỉ gây bất ngờ cho ông Nhưỡng, cho cả những đối tượng có liên quan, mà chỉ những người trong cuộc, trong trò chơi quyền lực cung đình mới ngầm hiểu ẩn ý. Tác giả kết luận trong bối cảnh chế độ bất ổn, đảng đã mở một không gian lớn cho sự khôn ngoan. Việc bắt giam ông Nhưỡng có thể coi là hành động kịp thời như vậy sự khôn ngoan được giải nghĩa là luôn đặt sự ưu tiên cho mục đích duy trì chế độ thay vì những tác động hay hậu quả tiêu cực của nó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo .d với bản tin bác Lưu Bình Nhưỡng đảng bất chấp hậu quả tiêu cực. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm đi